cảm ơn gia đình Tư Nguyễn đã cho 5 ký gạo với thùng mì. Dạ, thật thật cảm ơn. Cảm ơn Trương Nguyễn cho 5 ký gạo với thùng mì. Cảm ơn Trương Nguyễn cho 5 ký gạo với thùng mì. Cảm ơn Trương Nguyễn cho 5 ký gạo với thùng mì. Nguyễn cho tụi con 5 ký gạo với là 1 thùng mì. Cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn chú cho Nguyễn cho 5 ký gạo với thùng mì. Trương Nguyễn cho 5 ký gạo với thùng mì. Cảm ơn chú Trương Nguyễn. Cảm ơn gia đình anh Trương Nguyễn đã giúp đỡ cho 5 ký gạo với thùng mì. Xin chân thành cảm ơn, chúc sức khỏe cho gia đình anh được mạnh khỏe. Lòng biết ơn của chúng em đối với gia đình anh đã gửi về cho chúng em. Cảm ơn anh nhiều. Ở bên Mỹ, cảm ơn gia đình chú Trương Nguyễn đã giúp đỡ cho chúng em, đã cảm ơn xin rất nhiều. 5 ký gạo với thùng mì, cảm ơn rất nhiều, chúc sức khỏe. Bị tàn tật hồi nhỏ tới giờ sống không có làm gì ráo gì thôi, nhờ giúp đỡ chú Trương Nguyễn giúp đỡ, xin chân thành cảm ơn. Rồi gia đình sức khỏe. Đi hát không? Đi không? Đi không? Không? Mô Phật, cảm ơn chú Trương Nguyễn có tâm lòng từ bi giúp đỡ anh em người quý tật, người nghèo. Tôi xin thay mặt cho tất cả anh em cô bác lòng đa tạ. Cảm ơn chú Nguyễn. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ. Chú Nguyễn cho được 5 ký gạo với thùng mì. Lòng thành thật mang ơn vô cùng. Đội ơn chú Nguyễn. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cảm ơn gia đình chú Trương Nguyễn cho được 5 ký gạo và thùng mì. Rất cảm ơn. Nam mô A Di Đà Phật. Được chưa? Gạo dưới này đó. Anh Trương. Em cảm ơn anh Trương Nguyễn bên Mỹ đã giúp đỡ em 5 ký gạo với thùng mì. Cảm ơn rất nhiều. Anh bị cái gì đó anh nói? Dạ. Anh, cái chân em bị sao đó nói? Dạ, em bị khuyết tật chân, dẫn đầu. Rồi, con cảm ơn gia đình chú Trương Nguyễn cho được tặng quà cho thùng mì với 5 ký gạo. Dạ, giò của con thì teo từ bại liệt, nay là 60 năm mà không có đi đứng được như người ta hết. Cảm ơn chú Trương Nguyễn cho 5 ký gạo với thùng mì. Cảm ơn nhiều nha. Cảm ơn chú Nguyễn cho thùng mì tôm với 5 ký gạo. Cảm ơn chú Trương Nguyễn với 5 ký gạo.
con xin chú cảm ơn nhiều cũng cho thùng mì giờ 5 kg gạo cũng vừa tình thương minh thương của toàn quân thì cũng giúp đỡ cho tụi con cũng chúc chú cũng năm mới dồi dào sức khỏe, giờ bữa năm sau con thực hiện người này người kia nữa, cầu xin hết. Là cô ngoài sau cũng bị tặc luôn hả? Tặc luôn. Dạ. Chân bà chuẩn bị đi cưa đi. Vừa ngay giờ. Dạ em tên Nhung, cảm ơn gia đình anh Trương Nguyễn ở bên Mỹ đã cho em 5 kg gạo và thùng mì. Mô Phật. Dạ em tên Quế Nhung, em cảm ơn gia đình anh Trương Nguyễn ở bên Mỹ đã cho em 5 kg gạo và thùng mì. Cảm ơn. Cảm ơn chú Trương Nguyễn bên Mỹ cho già được thùng mì với 5 kg gạo. Rất cảm ơn, còn chúc cho chú được mạnh khỏe. Cảm ơn cô chú Trương Nguyễn ở nước Mỹ gửi về cho tôi được 5 kg gạo và thùng mì. Rồi tôi cảm ơn cô chú ở nước Mỹ làm sang năm mới đạt nhiều kết quả và sức khỏe đầy đủ. Tràng mổ được thừa, tôi cũng cảm ơn nhiều. Cảm ơn chú Nguyễn gì, chú Nguyễn, chú bị bệnh gì nói đi. Bị tai biến. Chú bị tai biến lâu chưa? Lâu mấy chín bây giờ. Gia đình anh Trương Nguyễn tặng chú. Hả? Cảm ơn chú Nguyễn Bình Mỹ, chú Nguyễn và Bình Mỹ. Cho chú 5 kg gạo thùng mì. Bị tai biến đi không được. Cảm ơn chú Trương Nguyễn hả? Vô biển cho 5 kg gạo với thùng mì. Rất cảm ơn nhiều lắm. Đằng ăn phát tài, đằng có tiền, đằng gửi gì cho người bất hạnh đi nữa cô nhẹ. Cô cảm ơn nhiều lắm. Cảm ơn nhiều lắm. Vui, rất là vui chú Trương Nguyễn ơi. Mừng quá trời, nghe nói vậy cái mừng nghe nghe nghe. Nói phải không? Xin cảm ơn chú Trương Nguyễn ở bên Mỹ cho tôi được thùng mì đầy với 5 kg gạo. Tôi là bệnh ung thư vú, đủ thứ hết ráo. Cao ma ơn nháy, lên cao huyết áp, rồi tiểu đường, đủ thứ bệnh hết. Tôi xin cho tôi lại cho tôi xin cảm ơn chú Trương ở bên Mỹ. Mai mốt còn ráng mằng rồi chức rồi giàu sức khỏe, ráng mằng rồi để gửi tiền gửi quà về để chú họ trợ cho người khó khăn. Rồi tôi xin cảm ơn chú Trương ở bên Mỹ. Rồi tôi xin hết. Thư vú rồi lấy cao máu lấy cao huyết áp rồi ấy xin hết.
ơn chú Trương bên Mỹ cho bao gạo năm. Tôi xin cảm ơn chú. Dạ, đội ơn chú. Dạ, chú cũng đồng lòng cho và cũng đội ơn chú nhiều. Dạ, biết ơn chú. Cảm ơn chú. Tôi cũng bị xỉn và tim với phổi. À, tôi cũng bệnh lâu năm rồi, cũng mười mấy năm rồi mà chữa trị cũng không hết, nên cũng thương xót rồi bà hộ cho tôi. Tôi cũng gái mạnh giỏi đi chùa, đi này kia cũng đi nữa, không bệnh hoài mà chữa không hết, khổ. Xỉn thì mệt lắm, kêu chú này chở đi chứ con mình nhà. Cảm ơn chú nhiều. Cảm ơn chú Trương Nguyễn bên Mỹ cho tôi 5 kg gạo thùng mì. Vợ tôi bị tai biến, nằm tại ở nhà không có đi được. Tôi ấy già rồi cũng đi chạy xe ôm. Rồi cảm ơn chú, chúc chú mạnh khỏe. Rồi dạ, chú bị tai biến. Rồi cảm ơn chú Trương Nguyễn. Chú Trương Mỹ cho 5 kg gạo với thùng mì. Cảm ơn giúp đỡ những cái người khó khăn. Xin cảm ơn. Chúc cho bên đó trời hậu sức khỏe. Dạ, chú Trương Nguyễn. Cảm ơn chú Trương. Cảm ơn chú Trương. Bà cũng hơi lẫn tay nói lắng nghe. Cảm ơn chú Trương Nguyễn. Cảm ơn chú Trương Nguyễn. Tặng 5 cái gạo với 1 thùng mì. Phải không? Cảm ơn chú Trương. Tặng 5 cái gạo thùng mì. Tôi ở bên Mỹ nhiều hạnh phúc. Chú Trương được có cho được một quà, cũng cảm ơn nhiều. Và cầu chúc cho gia đình được là giàu giàu sức khỏe. Đây tới là ráng phấn chấn mà giúp đỡ cho những người nghèo. Chú Trương giúp đỡ cho tôi 1 thùng mì với 5 kg gạo. Rất đội ơn. Ôi. Bà bị gì hả? Có tháng luôn ơi. Mà ngồi xe này đi không được, đau lắm. Rồi không áp còn sống ở tiểu đường. Cũng không có tiền mổ được nữa. Có tiền cũng mổ không được. Thấy thôi, đây. Cảm ơn gia đình chú Trương Nguyễn bên Mỹ. Cho 5 kg gạo với thùng mì. Cảm ơn chú Trương Nguyễn ở bên Mỹ, 5 kg gạo thùng mì. Cảm ơn chú Trương. Tôi chúc gia đình chú Trương Nguyễn làm ăn phát lộc phát tài, hạnh phúc. Cảm ơn gia đình nhà chú Trương á, cho được con thùng mì với 5 kg gạo. Cảm ơn nhiều. Cầu chúc chú Trương giàu giàu sức khỏe, gia đình hạnh phúc. Thùng mì, ký gạo. Cảm ơn chú Trương. Đau gan, cao huyết áp, bao tử, bị thoái hóa cột sống, nang thận đụng nữa mới ráo rồi chú ơi. Đau một thứ tim gan rồi đau tim rồi bị thoái hóa cột sống cột sống rồi thoái hóa cột sống cổ gan nang thận rồi nó bị viêm mũi rồi thứ đó chứ.
Cảm ơn cô Hà. Cô Hà gì? Hà Nguyễn. Cảm ơn cô Hà. Cho 5 cái gạo với 1 thùng mì. Cô Hà gì? Hà Nguyễn. Cô Hà Nghĩa hả? Hà Nguyễn. Hà Nguyễn hả? Hà Nguyễn, Nguyễn, Nguyễn. Nguyễn hả? Tốt rồi. Cũng đem nước tôi cho đâu. Cô Hà Nguyễn tặng. Rồi. Thôi vậy thôi nha. Giọt à, cắt tiền đi. Chơi. Cho xuống cộng với xuống đi. Cũng đâu có ông nội. Mang cô Hào đâu, cho 5 kg gạo cùng mì. Cô, qua đình cô Hào Nguyễn. Cô Hà Nguyễn chứ không phải. Cô Hà. Cô Nguyễn. Nguyễn. Dạ. Ừ. Đây nè. Bị nắng hả? Bị nắng. Ủa. Rồi tỉnh luôn. Cái gì vậy? Quá ngủ quá thức thì sao cự được. Giờ trượt lắm mà. Chạy luôn. Có chưa Thảo rồi. Chưa à? Đi nghe. Đi nghe. Cho lẹ đi cái chợ. Mà cái gì không biết. Con Thảo đâu? Ừ, cái đầu. Ra, ra hồi đây. Ừ, bằng đầu gì trời. Bằng đầu gì bằng đi. Đây gì kia vậy? Ờ, ngồi xuống. Đây gì kia vậy? Cái gì? Hà Nguyễn, cô Hà Nguyễn. Con Nguyễn, cô Hằng à? Cô Hà Nguyễn. Cô Hà Nguyễn, cảm ơn cô Hà Nguyễn tặng cho tôi thùng mì với 5 kg gạo cho gia đình. Tôi cũng cảm ơn cô Hà. Cảm ơn cô Hà nhiều. Cảm ơn cô Hà nhiều. Cảm ơn cô Hà ơi. Cảm ơn cô Hà nhiều lắm. À, rồi. Cảm ơn cô Hà nhiều. Cô Hà Nguyễn. Cô Hà Nguyễn. Tôi cảm ơn cô. Ở đâu? Ở bên Mỹ cô có gửi cho tôi gì với gì? À, 5 cái gạo, 1 thùng mì. Tôi cảm ơn cô Hà Nguyễn. Chúc cho cô được làm ăn nhiều may mắn, thuận lợi. À, còn gì nữa? Không. Cảm ơn cô Hà Nguyễn tặng thùng gạo, túi gạo với thùng mì. Cảm ơn cô Hà Nguyễn tặng túi gạo, thùng mì. Cô cảm ơn cô Hà Nguyễn, cảm ơn nhiều. Giờ cho cô cha cô được 5 kg gạo với thùng mì, cô rất cảm ơn cô Hà Nguyễn. Này cái ông này nói không được rồi. Còn cô này thì cô bệnh khùng. Rồi. Cảm ơn cô Hà Nguyễn. Cảm ơn. 5 kg gạo với 1 thùng mì. Rồi anh nói cái tay của anh đi. Tay bị làm chứ làm tư nhân bị máy ăn. Go!
cảm ơn cô Hà Nguyễn cho 5 ký gạo đầy thùng mì. Cảm ơn nha. Cầu chúc cho nhà tài trợ lâu dài, nắng cho những người nghèo người ta đỡ khổ một chút. Cô bị lâu lâu rồi, tại vì cô bị tật là giờ già rồi, yếu đi khó khăn lắm. Dạ cảm ơn cô Hà Nguyễn. Con không có gì để chồng bị gì cô kể đi. Chồng bị gãy xương sống với gãy xương sườn, bị dập gan, chấn thương bàng quang. Có đi được không? Không, nằm chỗ. Cảm ơn cô Hằng 5 ký gạo với thùng mì. Cô Hà Nguyễn. Chú bị lâu chưa? Năm mười mấy ngày rồi. Là không có ngồi dậy được nữa. Không cơ quậy gì được. Bị gãy xương sao? Xương sao? Dạ. Bởi vì gia đình cô Hà Nguyễn chia sẻ món quà này giúp cho gia đình nha cô. Dạ. Cảm ơn cô Hà Nguyễn ở bên Mỹ cho thùng Mỹ 5 ký gạo. Rất vui cô ơi. Dạ. Cô Hà Nguyễn cho tôi được bao gạo với thùng mì, tôi cảm ơn. Giờ mới nói nè. Dạ. Dạ cảm ơn mấy chú hết. Tôi, gia đình tôi, với đặc biệt tôi, gia đình tôi, cảm ơn mấy chú hết. Tinh thần giúp đỡ. Cảm ơn lắm. Rồi, cô Hà Nguyễn, gia đình cô Hà Nguyễn tặng ông 5 ký gạo với một thùng mì nha. Dạ, con chúc ông dồi dào sức khỏe. Dạ. Cảm ơn. Con cảm ơn người gì hả, cô Hà Nguyễn ở bên Mỹ hả? Ở bên Mỹ đã cứu trợ cho nhỏ này là Nguyễn Thị Kim Cước, khổ quá. Cảm ơn nhiều, cảm ơn nhiều. Ok, 5 ký gạo một thùng mì. Gạo với một thùng mì, rất cảm ơn nhiều nha cô. Nói không? Cảm ơn cô Hà Nguyễn. Cảm ơn nhiều quá rồi. Cô Hà Nguyễn. Cảm ơn. Cảm ơn cô Hà Nguyễn ở bên Mỹ. 5 ký gạo thùng mì. Cảm ơn. Chúc gia đình cô mạnh. Trời ơi, không nghe khổ chết. Ừ.
cảm ơn Hòa nhận cho gạo với cây mì. Cảm ơn Hòa Mỹ. Hòa, anh cảm ơn Hòa cho mì gạo về thôi, và cảm ơn Hòa bên Mỹ. Làm cái gạo cùng mì, thôi giờ cũng cảm ơn cô Hà Minh Mỹ giúp đỡ. Không biết nói sao giờ. Cảm ơn cô Hà Minh Mỹ cho tôi 5 cái gạo. Tôi cũng chúc gia đình của cô được nhiều sức khỏe. Tôi rất cảm ơn cô ở bên Hà Nguyễn ở bên Mỹ cho tôi 5 cái gạo với thùng mì. Tôi rất mừng, cảm ơn cô. Tôi cầu chúc gia đình cô được nhiều sức khỏe. Cảm ơn cô Hà Nguyễn Minh Mỹ cho tôi cho 5 cây gạo và thùng mì. Tôi rất mừng. Cậu chúc cô gia đình Hồ Nguyễn, cô Hà Nguyễn gạo sức khỏe. Nói. Cảm ơn cô Hà Nguyễn ở bên Mỹ gửi về cho ủng hộ cho gia đình tôi là gạo với thùng mì. Cảm ơn cô Hoàng Nguyễn rất nhiều. Chúc cho cô Hoàng Mỹ nhiều sức khỏe, giàu giàu nhiều sức khỏe, phát tài phát đạt làm ăn. Cảm ơn cô Hà bên Mỹ cho 5 cái gạo với mì đựng nuôi bà già. Thôi cảm ơn cô nha. Cô Mỹ giàu giàu sức khỏe. Cảm ơn cô á. Bà già 90 tuổi. 95 tuổi. Cảm ơn cô bên Mỹ. Cô Hà thôi, cảm ơn cô. Cảm ơn bà Hà Nguyễn cho tôi 5 kg gạo với thùng mì. Cảm ơn bà nha. Cảm ơn cô nha. Cầu chúc gia đình cô mạnh khỏe. Cảm ơn bà cô Hà Nguyễn. Cho 5 kg gạo với thùng mì. Tôi giúp vui cô ơi. Cảm ơn cô nha. Cầu chúc gia đình cô nhiều sức khỏe. Em thận rồi thiếu máu, tai biến nhẹ lần. Cảm ơn cô Hà Nguyễn ở bên Mỹ cho gạo và mì một thùng. Cảm ơn rất nhiều. Cầu chúc cho gia đình cô Hà Nguyễn được dồi dào sức khỏe. Tôi bị bệnh thận, tim, thiếu máu, gan nữa, gan nhiễm mỡ. Cho mua một tháng mà không có tiền, mua có nửa tháng, biến nhẹ. Cái chỗ này nè. Bây giờ cảm ơn cô Hà Nguyễn đó. Hà Nguyễn hả? Không nhớ cái gì hết. Cảm ơn nó. Thôi giờ nói chứ rồi giúp cho bác á. Thì không nói chứ rồi chúc cho nó khỏe mạnh. Mạnh mốc chú gửi thêm. Gửi cho tôi á là 5 kg gạo thùng mì. Thôi giờ cũng cảm ơn. Ở bển mạnh giỏi nha. Già về không nói gì được hết trơn ấy. Ăn uống còn không được đây là nói gì.
Dạ, con cảm ơn cô Hà Nguyễn ở bên Mỹ dạ, đã ủng hộ cho con cùng mì và bao gạo ạ. Dạ, chúc gia đình cô được thật nhiều sức khỏe ạ. Cảm ơn cô Mỹ, cô Hà Nguyễn bên Mỹ. Chúc cô Hà Nguyễn có mùng quà, em mừng lắm. Cô cho thùng mì 5kg gạo, con mừng lắm. Chúc cho lên cô mạnh giỏi, sức khỏe, bình an. Bệnh thận, con bệnh thận khổ lắm cô ơi, không có dừng chạy. Bữa nay đóng tiền nữa, bữa nay đóng chắc 3 triệu nữa. Cảm ơn cô Hà Mỹ ở bên Mỹ cho tôi 5kg gạo với thùng mì. Tôi rất cảm ơn gia đình của cô. Chúc cô được mạnh giỏi, giàu giàu sức khỏe. Hà Nguyễn ở bên Mỹ cho tôi 5kg gạo với thùng mì. Tôi xin cảm ơn cô và chúc cho gia đình cô được mạnh giỏi, giàu giàu sức khỏe. Tuổi rồi bệnh, đi làm rồi nó mang bệnh, hai ba bệnh. Con chưa nước mắt có trời rồi. Hồi đó nghèo khổ, cô té gãy giò, rồi không có đi đứng được, rồi ra xuống nhà thương mộ. Giờ băng quá trời xả ra, giờ đi đứng không được nữa. Giờ nó sưng từ cái khớp này lên tới đây, giờ đi thốn, không có đi được. Giờ đáy ỉa cũng tại chỗ, đi cầu cũng tại chỗ luôn, gì cũng hết. Bây giờ nhờ cô Út thương, nhờ giúp đỡ dùm mô Phật á, mô Phật. Giờ thôi cảm ơn, giờ đi già lớn tuổi rồi, cảm ơn cô Hồng Nguyễn giúp đỡ dùm mang ơn. Còn 5kg gạo được thùng mì, giờ cũng không có ai nuôi Hà Nguyễn, cảm ơn. Đang mua mì nè cô ơi, mua mì. Đang mua mì nè cô ơi. Trong đó nhiêu ký tiêu xài ạ? Ký à? Còn 57 thùng. Dạ. Nhưng mà mình đặt gấp quá là cửa hàng Út là còn 30 thùng mì tôm gà. Dạ, gấu đỏ. Giá 72.000 đúng rồi. Gấu đỏ sợi phở. Gấu đỏ sợi phở. Một thùng 72.000. Đúng rồi, thùng 72. 72 nhân cho 30 thùng là nó ra là 2.160.000. Còn lại là 27 thùng mì ba miền. Dạ. Vậy là giá 75.000. Là 27 mình nhân 75 là ra 2.025.000. Dạ. Mình cộng với 2.160.000 là số tổng là 4.185.000. Là tổng tiền mì. Đúng rồi. Dạ. Này Út. 1.000.000, 2.000.000, 3.000.000, 4.000.000, 4.200.000. Đó là 15.000 ha. Tiền mua mì là 4.185.000 rồi cô ạ. Rồi tính tiền luôn, tính tiền hết luôn đi. À, 57 túi là nhân cho 16.1 đó là em trợ giá. Tại gạo này lên dưới tấm rồi mà em trợ giá nha. Là 4.588.000. Là một túi 5kg. Ba mua gạo này là 1kg là 16.100 đồng. Dạ đúng rồi. 16.100 đồng nhân 285kg. Đúng rồi. Nhân dạ. cho 16.100 đồng là 4.588.000. Rồi 88.000. Tổng cái số tiền là 4.588.000. Dạ. Là 285kg. Dạ. Mỗi bao là 5kg đó cô ơi. Dạ bây giờ trả tiền. Cái này là 1.000.000, 2.000.000, 3.000.000, 4.500.000,
với 88 ngàn. Dạ. 88. Cái này là đưa 90 ngàn đi. Dạ. Cô ơi, mua gạo 1 ký là 16.100 đồng. Dạ. Tổng số tiền là 4.588 ngàn tiền mua gạo. Dạ. 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 Cảm ơn em. Dạ. Hello, con Út xin mến chào quý ông bà cô chú bác, quý vị khán giả trên kênh Nhà của con Út. Một lời chào, một lời chúc sức khỏe đầy tình cảm yêu thương đến lại, đến hẹn lại lên trên chuyến hành trình phát quà yêu thương. Đây cũng chính là 57 phần quà của gia đình cô Hà Nguyễn ở bên Mỹ ngày hôm nay, cũng đủ cái nhân duyên lành thì con Út cũng phát quà của gia đình cô Hà Nguyễn. Thì gia đình cô Hà Nguyễn ở bên Mỹ là chồng của cô là chú Đức Nguyễn, cùng với hai người con trai của cô là anh Nguyễn Thái Bảo và anh Nguyễn Thái Trương. Còn vợ của anh Trương Nguyễn thì là chị Huynh Tờ Nguyễn và cháu Hayley. Hôm nay cũng đủ nhân duyên lành tất cả gia đình của cô phát quà tâm từ bi hạnh, tâm từ bi tâm, gieo hạt giống bồ đề của Đức Phật A Di Đà. Thì con Út xin tổng kết cái số tiền của gia đình của cô Hà Nguyễn ở nơi phương xa mua đồ phát tặng cho những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống ngày hôm nay. Gạo thì mua 1 ký 16.100 đồng, mà mua 285 ký thì ra tổng cái số tiền gạo là 4.588.000 là tiền gạo. Còn về tiền mì là mua 30 thùng mì, là mì gấu đỏ, sợ phở. Cái hiệu gấu đỏ thì người ta bán là 72.000 một thùng, thì 72.000 mà nhân cho 30 thùng ra cái giá tiền, còn lại là 27 thùng mì 3 miền, thì thùng mì 3 miền có giá là 75.000. 75.000 mà nhân cho 27 thùng thì cũng ra giá tiền. Thì tổng cái số tiền mà con Út đã mua mì là 4.185.000 tiền mì. Thì bây giờ con Út cộng lại là tiền mua gạo là 4.588.000, cộng cho tiền mua mì 4.185.000. Tổng cái số tiền video ngày hôm nay của gia đình cô Hà Nguyễn là 8.773.500. Đó, tổng cái số tiền của gia đình cô Hà Nguyễn là 8.773.500 đã phát quà ngày hôm nay là 57 phần quà. Trong đó 30 phần quà là của gia đình anh Trương Nguyễn, chị Huân Tờ Nguyễn, cháu Hayley đã phát 30 phần quà, cũng chính là 30 túi gạo cùng với 30 thùng mì gấu đỏ. Còn bên nhà của cô Hà Nguyễn, chú Đức Nguyễn, anh Nguyễn Thái Bảo thì gia đình cô là phát 27 phần, còn lại là 27 túi gạo cùng với 27 thùng mì 3 miền. Đó, cộng lại tất cả gia đình của cô phát quà ngày hôm nay là 57 phần quà. Và tất cả công đức lành xin được hồi hướng cho mẹ của cô Hà Nguyễn. Bà đã ra đi không bao giờ trở lại. Mùa Du Lan này cô đã làm một cái công việc thiện lành để hồi hướng cho mẹ của cô là bà Trần Thị Mai, pháp danh Quảng Diệu Hòa, cho bà được siêu sinh tịnh độ về với Đức Phật A Di Đà, cho mẹ của cô theo Phật chờ được giảng sanh Tây Phương miền cực lạc quốc. Và ngày hôm nay tri ân cái tình thương của gia đình cô Hà Nguyễn bên Mỹ rất là nhiều. Đó, đã giúp cho những hoàn cảnh cũng có gạo, có mì để chia sẻ cái tình cảm yêu thương. Chúc cho gia đình của cô được sở nguyện tỳ tâm, sở cầu như ý, đời đời sống an lành trong ánh sáng hào quang của mười phương chư Phật. Cầu xin Đức Phật A Di Đà từ bi ban phước lành cho gia đình của cô.
muôn đời phước an. Trên chuyến hành trình làm thiện nguyện yêu thương, chúc cho gia đình của cô làm ăn có lộc có tài. Để chia sẻ những cái món quà tiếp theo trên bến hành trình yêu thương, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Và một lần nữa xin tri ân và chúc cho toàn thể quý anh chị em khán giả, bà con cô bác cô chú anh chị em trong và ngoài nước được sở nguyện tỳ tâm sở cầu như ý, đời đời quý vị sống an lành trong ánh sáng hào quang của mười phương chư Phật. Và một lần nữa cảm ơn toàn thể quý anh chị em khán giả rất là nhiều. Xin mời toàn thể quý vị khán giả trên kênh Nhà của con Út xem qua đoạn video ngắn phát quà, trao quà tình cảm yêu thương của gia đình cô Hà Nguyễn nha tất cả quý vị ơi. Tổng số tiền video ngày hôm nay của gia đình cô Hà Nguyễn bên Mỹ vất là 8.773.500 đồng. Một lần nữa xin cảm ơn rất là nhiều. Dạ. Yeah.